Rồi chào anh em đã trở lại với kênh Hiếu Bio Cù Thái. Thì hôm nay bên em tiếp tục nhập hàng về cho anh em bảo tồn ha. Cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ bên tiệm chim mình rất nhiều. Có nhiều anh em đến nhà bắt trực tiếp. Và địa chỉ nhà hiện tại của mình là 628 Hà Huy Giáp, phường Thành Lộc, quận 12. Và số điện thoại 0976 5678 34 Hiếu. Hôm nay tiếp tục với chương trình chim giá rẻ. Thì để hướng tới những anh em nào mà chưa có điều kiện, mình cũng có thể mấy trăm cũng có thể bảo tồn cặp chim về mình nuôi, mình chơi chăm sóc ha. Hiện tại trong thùng này là giá 800, cặp mâm mã số 283. Thì không để anh em chờ lâu, mình khui thùng mã số 283 nha anh em. Anh em mua chim thì nhớ báo mã số cho mình ha. Mình ở trên đây là mình đang có đọc mã số rất là rõ ràng rồi. Thì khi mình quay thì anh em cứ báo mã số 283, mình sẽ vào kiểm tra xem hàng còn không ha. Đây, hiện tại mới được xuống một thùng chim rất đẹp, to nha anh em. Đây, một con lồng đuôi đẹp, mướt mát, sạch sẽ ha. Ok, lồng của nó nè anh em, đầy đủ nhất, mắt mũi, không đuôi màu. Mắt mũi không đuôi màu nha anh em. Móng giò đầy đủ hết, hoàn toàn. Rồi, cặp chim, con chim đang cầm trên tay. Đây, bông nha anh em. Hàng bông đỏ, vân hoa đỏ. Này, vân hoa đỏ ít bông một tí nha anh em. Thì hiện tại cặp này đang có giá là 8 xị. Cho anh em xem ha. Lưng, lưng hoa luôn ha. Đây, lưng hoa đây. Khá ok, đuôi khá đẹp, chân giò là lành lặn hết. Con này khá khỏe nha anh em, cầm mà nó dãy dụ liên tục luôn á. Rồi, bốn ba ngón, một ngón bên này cũng vậy, hoàn toàn khỏe mạnh. Anh em bắt rồi nhớ cẩn thận nha, tại vì cái dòng chim cu này thì nó ưa hay rụng lông, cái bản chất của nó thì hay rụng lông nha anh em, nên mình bắt rất cẩn thận. Mình chỉ nắm chặt và khi cần thiết thôi. À, giống như mình bắt trong chim trong cái thùng nè, mình phải cảm giác được con chim đó nó nằm đâu, và mình nắm một cái là con chim không thể vụt ra được nha anh em. Anh em lưu ý cái điều này ha, rất cẩn thận mà lưu ý điều này, tại vì đã có nhiều anh em không biết bắt rồi, thò tay vào thùng bắt một tí nữa là chim không còn cộng lông nào hết ha. Đây, khá ok. Thì cặp này đã có vòng đeo chân luôn, trên trại đưa xuống luôn cho mình ha anh em ha. Khá ok, lòng lá đẹp mướt. Thì cặp mã số 283, 283 nha anh em, 283. Mắt mũi lành lặn, đều đẹp, khá ok ha. Thì thức ăn chính của nó là lúa, thóc, cám gà con. Cặp này thì nó ăn cám gà con và tắm. Thì trên thùng chim là lúc nào mình đi mình cũng sẽ chừa cho anh em thức ăn. Anh em lưu ý điều này ha, thức ăn mình đi theo trong thùng luôn, mục đích của nó là để nhắc nhở anh em là chim đang ăn thức ăn đó. Với dòng chim cu thì anh em đổ thức ăn có khi nó lạ, nó không biết ăn, điều này rất quan trọng, nhiều trường hợp nó gây tử vong chim ha. Nên em bán là em báo trước cho anh em luôn. Rồi, tiếp tục vân hoa đỏ ít bông một tí nha anh em. Thì hiện tại cặp này đang có giá là 8 xị, 8 xị cho cặp này ha. Khá ok, lồng lá đẹp mướt. Hướng đến em chơi chim giá rẻ, mấy trăm cũng có cặp chim về chơi. Em ship toàn quốc khi nổ tài khoản ha. Thường thường phải ship thêm 100.000, miền Bắc thì 200, từ miền Trung trở về miền Tây thì 100k. Đó, phí ship là xe hiện tại nó đã báo vậy rồi, thì mình cũng báo cho anh em biết cho luôn ha. Đó, khá ok, lồng lá đẹp mướt. Rồi, hai con mình cho vào ha. Rồi mình quay cận cảnh cho anh em xem luôn nha. Clip cận cảnh chim được bỏ vào thùng ha. Vân hoa, đó, ít bông một tí. Thì cặp này đang có giá là 8 xị. Vân hoa đỏ nha anh em. Đó, màu trắng chủ đạo.
mình quay rất cận cảnh, rất rõ, sắc nét cho anh em xem ha. Đó, một cái nhìn tổng thể có số vòng luôn nha anh em. Này là được làm dấu đúng cặp riêng của nó luôn ha. Thì những cặp tơ thì mình không có bảo hành, không có trách nhiệm bảo hành cặp tơ là trống máy vì chưa sinh sản nên mình không có bảo hành bất cứ một điều khoản nào nha anh em. Anh em lưu ý những cặp chim mà mình bán bảo hành là mình sẽ nói bảo hành trong clip luôn. Còn những cặp chim mà mình không nói, chim tơ non dưới 4 năm tháng tuổi là không bảo hành, hoàn toàn không bảo hành nha anh em. Chỉ bảo đảm khỏe mạnh 100% đến tay anh em thôi. Đó, rất ok, đẹp, lòng lá mướt, lòng đuôi này dài, đẹp, bóng bẩy, chân là không què tặc, không chân cua, không cục ngón, không cục móng, mắt mũi là hoàn toàn lành lặn. Đó, mình ra chim là mình kiểm tra hết cho anh em ha, sức khỏe tốt, để trước khi mình đóng đi là mình kiểm tra sức khỏe rất tốt, khá ok, mình cứ đóng đi cho anh em nha anh em, chứ không có thể đóng chim bệnh tật đến anh em được. Trường hợp mà nó chết trong thùng là mình chịu hoàn toàn trách nhiệm. Khi anh em nhận thùng chim mà chim trong thùng đã chết, lập tức gọi báo mình để chúng ta có hướng giải quyết. Thì bên em chịu hoàn toàn trách nhiệm về trường hợp chim chết trong thùng nha anh em. Còn anh em nhận chim rồi, báo chim sống ok thì đã ok, mình không còn trách nhiệm nữa. Cái này mình nói rất rõ. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm. Để đến với cặp tiếp theo.